Đình Thái chào các anh ơi, hôm nay em sẽ gửi tới các anh những cái viên đá Nhật. Những dòng đá này là những dòng đá nội địa Nhật các anh nha. Em chỉ lấy được những dòng đá nội địa Nhật và muốn gửi tới các anh những dòng đá tốt nhất. Còn các anh hỏi có phải dòng đá Nhật hay không thì em xin thưa rằng là hàng bãi người ta về và tất cả những dòng đá này nó đã lưu kho và nó đã cũ lắm rồi. Có những viên như là nó dơ giấy rồi chứ không có những dòng đá mà những cái thương hiệu nó không có ở thị trường đâu các anh. Nên là em muốn nói với các anh là như vậy. Những kênh em đã bán năm qua này là năm thứ sáu rồi thì nó như thế nào thì em sẽ nói như thế vậy. Rồi những cái viên nào rồi còn những cái đĩa cắt hay những thứ nào nó còn những cái thương hiệu và cái mạc của nó thì là các anh tin tưởng hơn, còn những cái viên mà nó không còn mạc, nó bị bong tróc đi thì các anh lại không có tin tưởng và cứ hỏi em điều đó. Như em dám cam đoan điều đó, nếu như mà đá mà không phải đá Nhật mà đá mà các anh mà tìm ra được những dòng đá mà người ta làm giả làm gì mà nó có những cái thương hiệu như vậy thì như là cứ hoàn trả lại cho em. Nên là lời đầu tiên thì Thái xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong một thời gian em bận việc gia đình nên là cũng chưa xong được, nhưng mà phải vội vì các anh hỏi nhiều những cái loại đá nên là em phải về lại thành phố để rồi đăng những cái hình ảnh của những viên đá để các anh lựa chọn nha. Rồi đây là số điện thoại của em 0903588867, số điện thoại của em cũng như số Zalo, các anh cứ nhắn tin vào Zalo hay điện thoại khi em đăng lên rồi thì em chờ các anh phản hồi nha. Rồi lời đầu tiên xin cảm ơn tất cả mọi người. Em luôn cầu chúc cho các anh được nhiều sức khỏe và gia đình luôn bình an. Rồi cái clip của ngày hôm nay thì là có tại vì có không có hàng mới nhé các anh nha. Không có hàng mới. Tại vì từ đầu năm giờ là hải quan người ta đã cấm rồi, gần như là cấm hàng bãi đó các anh nè. À. Nên là nó không cho bung công các anh nè. À. Nên là tìm hàng hóa mà chẳng hạn như là họ có những cái lái nào mà lớn thật lớn đó, họ chung chi rồi để mà họ lấy ra được những cái công của hàng của họ thì may ra mới có, mà rất là ít cho các anh nha. Đó, nên là từ chỗ đó mà gần như là bị cấm đó các anh. Nên là các anh xem qua coi những cái viên đá nào các anh đang cần thì ủng hộ em nha. Còn bây giờ thì tìm hàng hóa mà để mở phong phú như những cái năm trước thì không còn nữa các anh nha. Rồi em vào clip của ngày hôm nay đi ha, và là cái còn lại những cái thứ gì thì em đăng lại những thứ đó để các anh xem có thể được có lấy được không. Có các anh xem qua nhanh. Clip của ngày hôm nay thì em còn lại một viên đá này nè. Cái dòng đá này thì các anh nói thì rằng là tại vì nó không có thông số xung quanh của nó. Đó, hàng này là hàng bãi các anh nha. Hàng bãi cũng như là hàng nội địa mà hàng coi như là hàng đã thải loại đi. Cái tuổi đời của nó thì em không biết nó là bao nhiêu nữa. Nhưng mà các anh rất là khen những dòng đá như thế này ha. Dòng đá trắng có anh nói thì 2.000, có anh nói thì 3.000. Đó, nên là em còn một viên này thôi ha. Viên cái viên này nó dày như thế này nè, nhưng mà nó cũng đã cũ rồi. Em tới cái bãi của nó em sàng lại, em lọc lại, chứ còn bây giờ không còn đá nữa nha, không còn đá nữa coi. Anh nào cần thì ủng hộ em, còn cái này cái viên dày này là viên cuối cùng à. Đó, cái dài của nó là còn 180 coi, tại vì nó bị bể nè ha. Nó bị bể hết đâu hết hai phân nữa coi. Nó sứt mẻ nên là em gọt nó đi luôn nè. Đó. Cho nó dễ coi á. Rồi còn cái bảng của nó thì nó vẫn còn là 7 nha coi nha. À, 70 mm nè. Còn dày của nó là 50 mm nè. À, dài của nó là 180 mm nè. À, anh nhìn xem ha. Đây. Cái góc này nó sứt mẻ như thế này có được không các anh nè. Đó, cái viên này là viên đầu tiên nha các em nha. Viên số 1, 280 về đến nhà nha các anh nha. Các anh chuyển khoản cho em báo ship luôn nha. Về đến nhà thì các anh cứ trừ đi 30.000 tiền ship thì giá trị của nó còn 250 thôi các anh. Thì nó tốt hơn rất là nhiều. Với cái khổ đá như thế này mà dày như thế này, không biết có dày được như vậy không, hay là chỉ 4 phân hay 4 phân rưỡi thôi, mà đá buồn Việt Nam mình nha các anh nè, thì người ta bán cũng giá đó các anh nha, cũng 200 mấy một viên rồi. Đó, giờ các anh cứ trừ ship đi là nó còn 250 nè. Đó, các anh nhìn xem ha, thì nó còn 180 thì em nghĩ là nó bằng khổ đá của Việt Nam mình nha các anh. Đó, còn đây là viên đá Nhật, đá là công nghiệp nha. Các anh mà dùng nhiều á thì dùng nhiều thì nó phải mau hết thôi, nhưng mà các anh mà dùng mà chẳng hạn như là 3 năm 5 năm sau mới hết một viên đá thì nó vẫn là như vậy. À, nó không bị già đi và nó không bị nứt nẻ các anh nha. Đó, còn cái đá của Việt Nam, đá bùn của Việt Nam thì là các anh dùng đi một năm ha, một năm mà rồi các anh chưa chắc đã mua được một cái viên đá mà gọi là để cho nó cái độ mềm của nó đúng ha, mà nó không có đều mặt nó ha. Tại vì khi mà đá tự nhiên thì là ở Việt Nam mình thì nó sẽ thành khối như thế này. Đó,
thì cái chỗ già chỗ mỏng, chỗ già chỗ non, rồi nó gân chỉ như thế này, rồi răng nứt các anh nha, răng nứt nữa. Còn đá này thì không nha các anh nha, đó các anh dùng 5 năm hay 10 năm thì nó vẫn vậy thôi. Các anh dọc dùng những khi nào mà nó không còn mài được nữa thì nó mới hết. Còn giá trị tổng thể của nó là giống nhau hết nha các anh nha. Nó từ trên mặt này xuống dưới này, đó, các anh làm sao điều chỉnh mình mài làm sao để cho nó bằng là được rồi. Đó. Đó, 208 về đến nhà các anh. Viên số 1 nha, viên số 2. Viên số 2 cái khổ đá này hồi đấy thì cái lô đá này, cái lô đá này thì em phải lấy cả tạ các anh. Cả tạ nên là em mới bán ra được cái giá này, chứ còn những dòng đá nước mà đá bùn như thế này thì tại nơi bãi nó giá nó cũng cao lắm các anh. Đó. Cái viên này thì cái độ dày của nó là 32 này các anh ha. Còn cái cạnh này của nó là 105 này ha. Còn cạnh này của nó là 125. Đó. Nó ra hình chữ nhật vuông 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 chút. Đó, anh nào có thể làm được không? Coi thế là có với giá về đến nhà là 200 nha anh nha. 200. Rồi tới cái viên số 3 nha. Đó, viên số 3 là cái viên đá cho máy mài đường kính của cái máy các anh ạ. À. Cái máy là 125 nha các anh nha. Cái này thì em đo thước thì nó là tới 127 cơ. Nhưng mình bỏ vô nó vẫn vừa nha các anh nha. Tại vì nó cho phép mình dao động là từ 125 tới 130. Đó, trong cái nắp bảo vệ của nó đó các anh ạ. À. Đó, các anh nhìn xem ha. Dòng đá này là dòng đá 46 này các anh nha. Cái hạt nó lớn đó các anh nha, đá phá nha các anh nha. Đó, đá phá. Nó còn tem mạc nha. Viên này thì nó còn tem mạc nhưng mà nó đã mất đi những cái chữ của nó rồi. Đó là cái hàng hàng này là hàng của Nippon nha các anh nha. Nippon Kensaku gì đó. Em cũng em nhớ em bán nhiều nhưng mà rồi là có viên thì nó còn chẳng hạn như viên này đó, nó bong chóc rồi nè. Đó, nó bong chóc cái tem mạc của nó rồi nè. Đó, để em coi em lướt qua coi thử còn cái viên nào nó còn chữ để mình đọc cho nó vui. Đó, chẳng hạn như viên này nó cũng à đây nè, các anh xin xem ha. Đó, nó mất rồi nè, nhưng mà đây nè, cái viên này đang còn nè. Viên này nó còn chữ nè, Nippon này ha. Nè Kensaku gì đây nè, đó, Japan nè. Đó, các anh xem, đó nó giống nhau nha. Đó. Các anh nha, một viên nha các anh nha. Đó, cái đường kính của nó là 127 nha các anh nha. Đường kính 127 còn dày của nó là dày 20mm nè. 20 nè ha các anh ha. Cho những cái dòng máy nào mà Hitachi hay những dòng máy nào mà cái trục của nó dài á, nó tới 20 nha các anh nha. Các anh lưu ý giúp em nè, quan trọng nhất là ở phần này nè. Đó. Còn cái cốt của nó thì hiện tại bây giờ cốt của nó là bao nhiêu thì để em đo, nhưng mà em sẽ bỏ cái siêu vô ha. Bỏ semi vô để cho nó về cốt 12 ly 7 cho các anh. Bây giờ nó là cốt của nó là cốt 19 nha. Đó, em sẽ đóng có semi nhựa em bỏ về cúc 12 ly 7 cho các anh, về các anh chỉ việc bỏ vào trong máy thôi ha. 160 nha, viên này 160 anh nha. Cái lốc này thì em cái lốc này thì em có được 5 viên nha. Đó, lốc này nó em có 5 viên. Một viên nha các anh nha, 160 về đến nhà. Rồi tới mã số 4 nha, mã số 4 thì là nó cũng cái độ cát của nó giống nhau nha. Đó, cát 46. Em cứ gọi là cát 40 đi ha, cát 40. Có nghĩa là dòng đá này là dòng đá phá đó các anh nha. Nhưng mà cái viên đá này thì là nó là đường kính của nó là 150 nha các anh nha. Đó, 150. 151 gì đó. Rồi cái độ dày của nó là 13 nha các anh nha. 13. Đó, 13 mm này nha. Đó, các anh nhìn xem ha. Cái viên này về đến nhà là 170 các anh nha. 170. Đó. Rồi tới cái lốc mà đá mài nha các anh nha. Lốc đá mài cho những cái máy mài cầm tay mà cái đường kính của nó là 125 nha các anh nha. 125 nè, đây nè, 125 nè. Đó. Còn cái đĩa mài này là đĩa mài nè các anh nha. Đây gọi là đĩa mài nha các anh nha. Đĩa mài, đó các anh nhìn xem ha, toàn là chữ nhật không nha. Em có 4 cái nè. Đó, 4 cái nha các anh nha. Các anh nhìn xem nha. Đó, đĩa mài 4 cái nha. Cái combo này là em bán combo này là 4 cái. Đĩa mài cho đá 125. À, cho máy 125 nha các anh nha. Còn cái cốt của nó thì là em nghĩ là cốt của nó là cốt phổ thông thôi các anh. Cốt nó cốt phổ thông. Nhưng mà rồi thường thường là các anh hay có những cái miếng đệm mỏng nữa. Hiện tại bây giờ cốt của nó là 22 các anh nha. Cốt của nó hiện tại bây giờ là cốt 22 nè các anh nè. Đó. Thì em không biết rằng là cái cốt của anh là bao nhiêu mà thường thường là nó có những cái miếng đệm á. À, về các anh bỏ vô nha. Bỏ vô dòng máy đó, 4 cái nha, 4 cái. Em bán cái combo này 4 cái là 140 nha các anh nha. Về đến nhà nha các anh nha. Đó, về đến nhà các anh nhận nhận đĩa cho em, 4 đĩa này là 100 là 140.
Rồi tới mã số 6 nha anh nha, mã số 6. À, mã số 6. À, em gửi tới các anh 5 cái đĩa cắt nè. Đó. À, Nagoya, Nagoya gì đây, Nagoya. Gheo gì đây? Beo beo 5 đĩa nha anh nha. 5 đĩa. Cái đĩa này là cái đĩa 180 nha anh nha. Anh nào có cái máy cắt sắt. Anh nào có cái máy cắt sắt, tại vì em không biết được là cái loại đĩa này ở Việt Nam mình nó bán bao nhiêu, nhưng mà các anh phải lưu nha. Em nói rồi các anh trải nghiệm thử nha. Một cái đĩa cắt của Nhật thì các anh mà cắt thế nào thì cắt, nhưng mà cái độ bền của nó, cái độ cắt rứt nè, rồi cái độ mau chậm mòn của nó thì nó gấp 3 cho tới 4 lần cái đĩa của Việt Nam nha các anh nha. Đó, các anh nào mà có đĩa 180 nha, có máy 180 hãy mua thử nha. Mua thử về dùng coi như em nói đúng không? Đường kính của nó là 180 nè. Còn cái cốt của nó nè. Cốt của nó là cốt cốt của nó là cốt 22 chấm mấy nè. À, cốt 22 chấm mấy đây, 22.5 gì đó, nó bằng cái cốt này nè. Đó, ra nhìn xem ha. Đó, cốt đó nha. Rồi cái phần đĩa này nè thì các anh cũng biết rằng là nó có những cái miếng đệm, nó có những miếng đệm nó đưa về cốt 19 hay gì đó thì các anh linh động bỏ vô nha. 5 đĩa nha các anh nha. 5 đĩa cắt nè, nó giống nhau nha. Cái combo này nha. Combo 5 đĩa này. Còn cái độ dày của nó nè, các anh nhìn xem nè ha. Độ dày của nó nè, đem đo, độ dày của nó chắc 3 ly thôi. 2 ly mấy? 2 ly rưỡi các anh. Độ dày của nó là 2 ly rưỡi các anh nha. Không tới 2 ly rưỡi đâu các anh nha. Em nghĩ cái độ chính xác mà cái kẹp thước này thì em nghĩ là 2 ly 2. 2 ly 2 thôi nha. Đó, 5 đĩa nha, 5 đĩa về đến nhà. Các anh nhìn xem nha, 5 đĩa về đến nhà 160 nha các anh nha. 5 đĩa về đến nhà 160. Rồi tới mã số 7 nha. Mã số 7 có em có một cái viên đá 150mm nè. Đường kính 150 nè. Đó, đường kính 150. Còn cát của nó là cát của nó là cát 60 nha các anh nha. Cát của nó là cát 60 này ha. Đó, các anh nhìn xem ha. Đó, nó bong chóc như thế này đây. Đó, nhưng mà cúc của nó là cúc. Cúc của nó là cúc 10 ly nha các anh nha. Anh nào có cái máy nào mà cái cúc 10 ly thì lấy nha các anh nha. Cúc 10 ly. Độ dày của nó nè. Độ dày của nó là 16 nha các anh nha. Độ dày của nó 16 nè. Đường kính 150 nha. Đường kính 150. Dày 16, cát 60. Cúc 10 ly. Anh nhìn xem nha. Đó, anh nhìn xem coi. Viên này về đến nhà là 200 nha anh nha. 200, viên số 7 nha. Rồi tới viên số 8 nha, viên số 8. Viên số 8 nè, các anh nhìn nè. Cát của nó là cát 60 luôn các anh nha. Cát 60, đường kính của nó cũng 150 nè. Đó, đường kính 150 nè ha. Dày của nó là 2 phân này các anh nha. Nó không, nó ghi là mình gọi là 2 phân cho nó tròn, chứ đúng ra cái độ dày của nó là chỉ có 19.4 thôi các anh nha. Đó, độ dày của nó nha. Các anh nhìn xem ha. Anh nào đang cần. Đó. Viên này về đến nhà là 230 nha các anh nha. Viên này về đến nhà là 230. Viên này thì là 200 nha các anh nha. Đó, mỏng hơn nha các anh. Đó, mà cái viên này thì nó hơi sức lên chút nè. Các anh nhìn xem được không? Đó. Em để đứng như vậy để cho các anh hình dung thôi nha. Sức có một xíu thôi nha. Đó. Các anh chọn viên nào và ủng hộ em. Số 7 và số 8 nha. Số 7 và số 8. Và rồi tới số 9 nha. Số 9 thì là cái viên đá này ha, là viên đá phá nha. Cát này là cát 40 đi ha, em cứ cho là 40. Đó. Đường kính của nó là 150 nha, dày 2 phân nha các anh nha. Dày 2 phân. Em sẽ bỏ cốt vô 12 ly 7 cho các anh nha. Đó, bỏ 12, bây giờ nó là 19 nè, cốt nó 19.4 nè. Nhưng mà em đóng cái sơ mi vô thành cốt 12 ly 7 cho các anh. Đó. Mã số 9 nha, 220 nha các anh nha. 220, đây là một cái lốc của nó nè. Đó, một lốc của nó. Một lốc của nó nè, các anh nhìn xem. Đó. Nippon này ha, Nippon Gaiden. Japan hết các anh nha. Đó. Nên nó bị bong chóc này, các anh nhìn thấy cái dấu bong chóc cái tem của nó ra đó. Cái tem dán đó. Đó. Cái tem dán của nó bị bong ra nha. Đó, các anh nhìn xem nha. Có lấy ủng hộ em nha. Rồi cái viên số 9 nha. Số 9 là 220 một viên nha. Rồi tới viên số 10. Viên số 10 là cái viên đá phá mà hàng này nó cũng hơi bị hiếm rồi các anh. Đó, lâu lâu em thấy những cái viên đá mà nó hơi dày dày mà nó hơi cổ cổ như thế này nha. Các anh nhìn xem nè.
cho những dòng máy nào thì em không rõ, nhưng mà các anh coi thử là máy của anh có bắt vô được không nhá. Cái viên này là viên đá phá mà nó dày là 32 nè các anh nè. Nó dày 32, đường kính nó 150. Phá này là phá khoảng khoảng khá phá 30 thôi các anh ạ. Đó. Cát của nó cát 30 à, cát phá luôn á. Cát thô thật là thô coi. Đó, để các anh xài dùng mài thô nha. Đó, viên này là 280 nha các anh nha. Viên này 280, viên số 10 nha các anh nha. Đó, viên này 280. Rồi tới viên số 11 nha. Viên số 11 là cái viên Dali. 11, 12 là hai viên Dali. Anh nào đang cần Dali không? Dali thì cái viên Dali này đường kính của nó cũng là 150 này các anh nè. Đó, các anh coi nha ha. 150 nha, Dali nha các anh nha. Nó thành một cái ly như thế này ha. Đó. Còn cát của nó là cát 80 nha các anh nha. Cát nó là cát 80. Đó, 150 nè, độ dày của ly nè là 60 mm nè. Đó, 60 mm nè. Còn độ độ dày của cái thành này nè, để các anh bỏ vô trong cái trục của nó đó. Thì để em đo nha. Đó. Nó cũng là 16 các anh nha. Cái độ dày này là 16 nè. Để mình bắt vô trong máy á. Đó. Rồi còn cái độ dày của thành ly nè. Độ dày của thành ly là nó là 13 nha các anh nha. Độ dày của thành ly nó là 13, nhưng mà nó không có làm thẳng 13 đâu các anh. Từ các anh nhìn xem này hả? Ở ngoài này nè, nó làm hơi có vát vát, cái mặt trong này nó hơi có vát. Từ ở cái miệng ngoài này nó là 10 nè ha. 10 nè, rồi nó làm sâu vô 13. Đó, mình đo ngậm sâu vô trong đây. Đó, đó. Nó như thế này được các anh nè. Làm hay lắm. Các anh nào đang cần đó. Đó, vô trong chân này nó tới 16 luôn các anh nè. Đó, vô trong chân này nó 16 nè, nó vát xuôi ra nè. Đó, nó vát xuôi ra như là 6 ly đó các anh nè. Chứ nó không có làm thẳng 10, làm 16 ra đâu các anh. Đó, viên này là 250 nha các anh nha, về đến nhà nha. Đó, cắt 80 nha các anh nha. Rồi tới viên số 13, 12 nha. Viên 11 đã qua rồi, tới viên 12. Viên 12 này những dòng đá này nè, đó, nó như thế này, nó đây là của nó đó các anh. Tên của nó cũng là Mitsushita gì đó, nhưng toàn tên Nhật không các anh. Gheo cái gì đây? Ghi đình gheo. Đó, viên này là viên viên đá này là viên đá thô này các anh ạ. Viên đá này là viên đá thô, viên đá này chắc là viên đá 46 các anh ạ. Cái độ 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 cát của nó đó. Đó, các anh nhìn xem ha. Những dòng đá mới hết các anh nha, đá chưa sử dụng đâu các anh. 152 các anh ạ. 152 mà nó dày lắm, nó dày tới 50 51 luôn các anh nè. 51 52 luôn. Rồi cái lòng này của nó nè, đã các anh nhìn xem ha. Cái độ dày của nó nè. Đó, mặt trong này thì nó tới 45 này, 46 này. Còn cái nắp của nó nè, các anh nhìn xem ha. Để mình bỏ cái trục vô á, bỏ cái trục vô để mình cùng nó trong cái máy á. Thì cái mặt này là của nó là tới 57 luôn các anh nè. 57 nha. Nắp chụp 57 nè. Đó, anh xem có cái nào. Những viên đá này thì những viên đá này là những dòng dòng đá hiếm đó anh. Giờ thì để em đo cái độ dày nhé. Đo cái độ dày của cái cốt trục nhé. Để mình bỏ vô á. Nó tới 20, cái độ dày của nó tới 20 20 27 luôn các anh nè. Cái độ dày này tới 27 luôn các anh. 27 nha các anh nha. 27 mm. Đó, viên này là 330 về đến nhà nha. Cầm viên đá em nghĩ tầm khoảng 2 kg, ký mấy gần 2 kg nặng lắm. Đó, 330 về đến nhà các anh nha. Số 12. Rồi tới em để cái số điện thoại của em ở đây. Nhắn tin cho em rồi gọi cho em nha. Rồi tới viên đá số 13 nha. Viên 13 này là cái viên đá đá mỏng coi. Đường kính bây giờ đã qua cái đợt đá cái khổ đá 150 rồi. Bây giờ là tới khổ đá 200 nè, đường kính 200 các anh. Đó, đường kính 200 nha, các anh nhìn xem nè. Thường thường đá Nhật người ta làm cứ 205, 204 tùy theo hãng. Cát này là cát 60 nè các anh nha. Đó, còn cái độ dày của nó là dày một phân thôi các anh. Đó, anh nào cần cái viên đá dày một phân không? Nó là hơn một phân một chút thôi. Chứ không có đúng một phân đâu. Nó khoảng cỡ
10 ly rưỡi gì đó. Đường kính nha. Đường kính là 200 này ha, đường kính 204. Còn cát của nó là cát 60. Độ dày của nó là 1 phân nha các anh nha. Còn cái cốt của nó nè. Cốt của nó nè. Cốt của nó là cốt 19.4 nha các anh nha. Đó. Này xem con lấy được không? Số 13 nha, 230 về đến nhà nha. 230 về đến nhà tới viên số 14 nha các anh nha. Viên số 14 thì viên này nó mỏng hơn nè. Viên số 14 là cái viên này mà các anh hay mài lưỡi cưa đồ nè. À, nó là 6/4 nha các anh nha. 6/4. Hiệu của nó nè. Đó, Kurin Japan nè. Đó, Kurin Japan nha các anh nha. Nó còn cái tem của nó đây mà nó rớt cái tem mất rồi. Đó. Còn cát của nó là cát 60 các anh nha. Cát 60, các anh lưu ý giúp em nha. Đường kính của nó cũng vậy nha các anh. Nó hơi vát ở cái miệng của nó nè. Anh nhìn thấy không? Đó, nó hơi vát một chút để các anh mài lưỡi cưa. Đó, còn cái đường kính của nó cũng là 205 nha các anh nha. 205. Ừ, 205 nha các anh nha. Đó, viên này 180 về đến nhà nha. Mã 14 nha các anh nha. Mã 14. 180 về đến nhà. Rồi cho tới mã 15 nha. Mã 15 thì cái viên này nó lại thương hiệu khác nữa nè, cũng là ghi đình nè, Nippon ghi đình gel nè, nó là cùng hãng với mấy cái viên đá đầu tiên nha các anh nha. Đó, Nippon ghi đình gel. Đó, viên này thì đang còn, nó đang còn tem mạc đang đẹp nè. Những cái viên đá như thế này, những cái viên đá như thế này nó còn tem mạc thì các anh rất thích nè. Đó, nó rõ ràng á. Đó, viên này thì cái độ dày của nó là 1 phân nha các anh nha. Em coi thôi. Không có. Viên này độ dày của nó có 9 ly thôi các anh. Viên này độ dày nó có 9 ly thôi mà nó cũng vát nè. Đó, nó vát ha, nó vát. Các anh xem nha. Đường kính của nó là cũng là 200 nha. 200 nè. Cũng 204 nè các anh. Đó. Còn cốt hiện tại nó là cốt lớn nè ha. Cốt là cốt 24 nha các anh. Em đóng semi vô cho các anh, em bỏ semi vô tại vì nó có semi nhựa, một cái bộ của nó là 4 cái á. Vừa cái nào thì em bỏ vô cái đó, nó đưa về cốt 20 cốt 12.7 cho các anh. Viên này về nhà là 200 nha. Rồi tới viên số 16 nha. Viên số 16 thì cái viên này cũng vậy nè các anh. Nè. Nó cũng là viên này sao nó đúng 200 mà các anh. Viên này nó đúng 200. Đó, đá đá mới nha, đá chưa sử dụng đâu các anh. Viên này đá đúng 200 nè. Viên này thì nó cũng là Gidin Gel nè. Nhưng mà cái thương hiệu của nó là gì? Toho gì đây? Toho Gidin Gel. Đó, Toho nè. Japan nè các anh nè, Tokyo Japan nè, Kyoto Japan. Cốt này là cốt lớn nha, em bỏ sơ mi cho các anh, về đến nhà là 200 nha, bỏ sơ mi về để nó sẽ chạy về tới, nó sẽ giảm xuống còn là 12 ly 7, 12 ly 7 cho nó vừa cái cốt của các anh, các anh nhìn xem nha, ở đây là những cái tem của nó nè, tem thông số của nó, thường thường nó có một cái tờ tem nó giống dán vô như giống như cái tờ lịch vậy á, để mình dỡ lên dỡ xuống nha, mình đọc ha. Mặt trước mặt sau giờ nó cứ bung mất rồi nha ha. Rồi cái viên số 16 này ha các anh nha, 200 về đến nhà. Rồi tới viên số 17 nha. Viên số 17 là cái viên này. Đó, cái viên này thì là nó dày nhưng mà đá đá của nó là đá 60 nè các anh nha. Cát của nó là cát 60, nó hơi vát nè. Đó, nó hơi vát nha các anh nha. Nó hơi vát. Các anh nhìn xem nha. Để mài những cái mũi phay rồi mũi phay gỗ gì đó các anh nha, mũi phay gỗ đó người ta làm vát như vậy để mình mài những thứ đó nha các anh nha. Các anh nhìn xem ha, nè, nó cũng 205 nè, đá mới nha các anh nha, chưa sử dụng đâu. Đó. Đường kính 205 nè, cát là cát 60 nè, nó vát như thế này nè, anh nhìn thấy không? Đó, nó vát nha, đó, nó vát như thế này. Đó, anh nào cần cái viên đá vát như thế này không? Đó, viên này 240 về nhà nha. Cái độ dày của nó là dày 10 mấy đó không biết đâu. 13 nha anh nha. Nó dày 13. Đó, dày 13 mi nha anh nha. Các anh nhìn thấy cái sơ mi của nó đóng đẹp không? Đó. Còn có cái sơ mi hiện tại bây giờ của nó là 19 nha. 19.4 các anh nha. 18, 19 chấm gì đó. 19 chấm nha. Đó, 19 ly. Viên này 240 về nhà nha các anh. Rồi tới viên số 18 nha các anh nha.
Đó, các anh nhìn thấy uy tín chưa nè, những cái viên đá Nhật này ha, Kuri nó tông nè, Japan nè. Đó, nhưng mà cái cốt của nó thì hơi bự coi, không biết là sao, vì sao cái lốc này em lấy tới mấy chục viên coi nha, thấy hàng đang còn, cái mẫu mã đang còn đẹp quá đây. Một chồng của nó luôn coi, một chồng của nó đẹp lắm. Nhưng mà cái này viên đá này được, ít được anh chuộng lắm, viên đá này là cái cát của nó là cát 60 anh nha, nó cát 60 nè, Kuri nó tông nè, Japan nè. Đó, đường kính nó là 205 anh nha, 205 nè, anh nhìn xem ha, 204. Dày của nó là 2 phân nha các anh nhé, 2 phân. Đó, anh nào đang sưu tầm được không? Viên đá đỏ nha. Cái lốc này em lấy tới 20 viên xong anh nè. Cái lốc này nè, mã 18 nha các anh nha, 320 về nhà nha các anh, 320 về đến nhà. Rồi tới cái viên số 19 nha các anh. Đó, 19 thì cái lòng của nó cũng vậy, nó cũng là năm, cái cốt của nó cũng vậy, cốt của nó là cốt năm năm mươi mấy anh, 55 nha các anh, 50 coi, cuốc nó cuốc 50 nè. Hai viên viên nào nó cũng vậy hết nè. Nó giống nhau á. Đó, cuốc 50 nha. Về các anh coi thử cái cuốc nhà mình như thế nào ha. Nó hơn 50 coi nha, cuốc nó là cuốc 55 55 mm coi nha. 50.5 á. Còn các cái viên này là cát 80 nè các anh. Cát 80 nha. Cái viên này là viên nó nốt nè. Notitaki nè ha, Notitaki. Mình cứ đọc theo qua tiếng Việt như vậy đi ha. Hàng uy tín nhau, nhìn chất lượng quá nè. Đó, viên này 340 về nhà nhé. Viên này 340, viên này thì em chỉ có một viên thôi. Còn cái lốc này thì em có tới mười mấy viên. Không biết em biết là những dòng cốt mà lớn như thế này thì chậm, bán chậm lắm, vì nó không có thích hợp được những cái cốt của máy mài của Việt Nam mình, nhưng mà thấy hàng nội địa nó đẹp quá, nó về từng lốc lốc như thế này đó. Nên là em cứ lấy ra bán dần dần dần, cũng có anh mua nhưng mà nó chậm lắm. Viên này 340 về nhà nha. Chứ những dòng đá này mà nó là cốt nhỏ ha, cốt 10 19 24 hay 32 gì đó là về mình đóng bỏ, mình bỏ sơ mi vô là coi như em bán hết lâu rồi. Rồi tới ra viên số 20 nha các anh nha. Viên 19 thì đã qua nha, viên Notoriety đã qua rồi. Bây giờ tới viên số 20, em mới cho các anh xem cái viên số 20. Viên số 20 thì đá cũng vậy nha, cũng đá dày 2 phân nè các anh, dày 2 phân. Đá của nó là đá 60 nè, cát 60 nè ha. Đường kính của nó là 205 nè. Đó, dày thì dày 2 phân nè. Đó, các anh nhìn xem nha, viên này thì nó bay mất rồi, nó trần trụi rồi nè, cái dấu tem dán của nó bị bong bong rồi. Đó, nó bị bóc ra rồi á, nó bị ẩm á anh nè. Em sẽ bỏ cốt về 12 ly 7 cho các anh nha. Đó, vì số 20 308 về nhà nha các anh nha. Cát 60 nè. Đó, cát phá 60. Phá này gọi là phá mềm nha các anh nha, phá trung nha. Chứ từ 40 rồi 30 mới là phá lớn. Chứ còn 60, 80, 100 thì là những dòng đá mà đá mịn á, em gọi là phá mềm ha. Viên này là các anh mài phá nhưng mà cảm giác cái tay mình nó rất êm nha. Số 20 nha, 308 về đến nhà. Các anh sẽ em sẽ anh nào lấy em sẽ gửi cái tài khoản của em cho, rồi em bao ship nha. Rồi cái viên này nữa nè, cái viên đó, viên này là viên gọi là viên 46 này các nha. Đó, nó lớn nha. Đá phá nha. Những dòng đá mà đá phá như thế này nè, thì khi mình cảm giác như mình mài những cái đục hay là những cái gì đó mà nó mình cần cái độ phá nhiều quá, thì mình cảm thấy cái tay mình nó không có êm. Đó, những dòng cát lớn như thế này nè anh coi nha. Nhưng mà rồi là nó hiểu nó như thế nào, nhưng mà đá thì nó là màu xanh, nó giống nhau thôi, nhưng mà nó không còn chữ thì các anh không có tin tưởng nhiều. Nhưng các anh nhìn kỹ coi nè, từng cái cốt của nó nè, đó. Nhìn cái cốt là các anh biết là hàng chất lượng cao nè. Đó, cái sơ mi của nó đó, sơ mi chì đó, đóng đẹp lắm. Đó, viên này 420 về nhà nha các anh nha. Đó, đường kính của nó là 205 nè. Nó dày 2 phân rưỡi nha các anh nha. Dày 2 phân rưỡi. Dày 2 phân rưỡi, cát này là cát 46 nha các anh nha. Đó, các anh nhìn xem. Viên số 21 420 về đến nhà nha. Rồi tới viên số 22 nha. Đó, viên số 22 nè. Nó còn tem mạc nè, các anh nhìn xem, nhưng mà rồi nó cũng mốc rồi, nó ẩm như thế này. Mình cũng không có đọc ra được, nó chìm gì. Nè, chỉ thấy chữ ghi định là gel nè.
Đó, nó mốc như thế này. Như số 22 này các anh nha. Viên này đá cũng là đá 46 này, đá phá này các anh nha. Nhưng mà nó dày lắm các anh, nó dày tới 32 cơ. Để em kẹp thước em coi nè. Nó dày 38 luôn các anh nha. Đó, viên này nó dày 38. Đường kính 205. Cát thì cát 46 nha các anh nha. 205, 204 các anh nha. À, 205 đó, nếu mà đưa thước kẹp của 205. Đó, các anh nhìn xem nha. Nó dày 3/8 này các anh. Đường kính 205, dày 3/8. Còn cát của nó là cát 46 nha các anh nha. Viên này 500 về đến nhà nha. Viên này 500 về đến nhà. Rồi tới viên số 23 nha các anh nha. Viên số 23. Đó, viên số 23 thì là bây giờ em sẽ bước qua một cái đường kính 255 nha các anh nha. Đó. Đá 200 đá đường kính 200 đã qua rồi, bây giờ qua qua đá là 255 nè. Cái viên này 254 nè. Đó. Còn cái độ dày của nó là dày 2 phân nè các anh nha. Cát nó là cát 80 nha các anh nha. Đó, dày 2 phân nha các anh nha. Nó chúng chính xác hơn là theo cái khổ của dày của nó là nó cứ là 19.4 các anh nha. Chứ nó không có được đúng 2 phân đâu mà mình gọi nó là 2 phân. Cái viên này nè, nó chưa đóng cái semi chì nè các anh nha. Em sẽ đóng semi nhựa vô cho các anh. Viên này 550 về nhà nha. Cát 80 nha các anh nha. Cát độ cát là 80. Dày 2 phân. Đường kính 254. Rồi tất cả anh nha, cái viên số 23 nha. 550 về nhà nha. Rồi tới viên số 24 nha. Viên số 24 là nó cũng vậy nha các anh nha. Viên cũng là viên đá xanh. Nhưng mà nó mỏng hơn nha các anh. Nó mỏng. Nè, nó mỏng nè, nó mỏng mà 13 nha. Đó, độ dày nó là 13. Còn đường kính của nó cũng là 255 nè. Nè, 255 nè. Đó. Cát của nó cũng là cát 80 nè các anh nha. Đó, nó hơi bị sức chút chỗ này một chút nè, các anh nhìn xem ha. Mỗi thứ em có một viên thôi. Đó, viên này, viên số 23 này là viên số 23 này là dày 2 phân nè. Dày 2 phân nè, đó. Còn viên này thì nó dày 1 phân nè. Đó, các anh nhìn xem ha. 350 nha các anh nha. Viên này 350. Các anh nhìn xem nha. Anh nhìn thấy không? Nó có logo của nó đây nè, đây nè. Logo, những cái logo bông hồng này của nó đóng ghê nha các anh. Viên này 350 nha các anh nha. Số 24. Rồi tới viên số 25 nha. Viên số 25 là những dòng đá 250 nha các anh nha. Cho những dòng máy lớn nha. Những dòng máy của thợ đi ha. Dòng máy của thợ nha. Đó, viên đá này là cát của nó là cát 60 nè các anh nè. Cát 60 nha các anh nha. Những dòng này là dòng gì đây không biết nó. Tên của nó là ghi định gheo nhưng mà tên cu gì đâu biết nữa. Để nhìn xem nha. Đó, cát 60 nha các anh nha. Cát 60 đường kính 250 nè. Đó, 255 nè. Dày 2 phân rưỡi nha các anh nha. Dày 2 phân rưỡi. Đó, cốt của nó là cốt 19 nè. Hai mặt nha. Viên này đang còn đẹp nè, long lanh nè. Tem mạc đang còn đầy đủ nha. Hàng mới kính kinh luôn, số 25 nha. 750 về nhà nha các anh nha. Viên này 750 về nhà. Rồi tới viên số 26 nha các anh nha. Viên 26. Viên 26 nó cũng dày 2 phân rưỡi nè. Dày 2 phân rưỡi nha, nhưng mà cái độ cát của nó là cát 100 nha các anh nha. Độ mịn của nó là 100. Cái viên này là 60, còn viên này 100, cát mịn lắm nè. Nhưng mà rồi nó mốc meo hết rồi, nó mốc meo cái tem mạc của nó hết rồi. Đó. Dày 2 phân rưỡi nè. Đường kính của nó là 255 nè các anh nha. Đó, cốt của nó là cốt 19 nè. Ha, cốt 19. Cốt nó 19 nha các anh nha. Cốt 19 nha các anh nha. Hai mặt này của nó đây. Đó, viên này là 800 về nhà nha các anh nha. Viên này 800 về đến nhà, em bao ship. Các anh chỉ chuyển khoản rồi em bao ship thôi về nhà. Còn cái vấn đề mà
mà các anh sợ bể không có đâu. Bể thì em chịu trách nhiệm nha. Nếu mà bể thì là các anh em sẽ hoàn tiền lại cho các anh. Tại vì khi mà bể mà khi mà các anh mà lấy những dòng đá mà các anh chuyển khoản như thế này á, là các anh nhớ lưu ý giúp em rằng là về, khi mà shipper nó giao hàng là các anh phải lấy dao cắt ra nha, kiểm tra coi đá có bị bể không nha, rồi các anh chụp lại nha. Tại vì nếu mà nó bể là nó sẽ bồi thường cho em đó. Đó, còn mà các anh mà không có kiểm tra bung ra, không kiểm tra bung ra khi mà bể là nó không, người ta không 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 có bồi thường cho em đâu, em mất không á. Rồi có cái vấn đề mà bị bể lúc đó các anh nói rồi, các anh than trách em thì tội nghiệp nha. Đó. Nên là em khuyên là các anh nên mở hàng kiểm tra đá nha. Em thì em ốp á, ốp sốt đó, em kẹp sốt em gửi đi cho các anh rồi, nhưng mà có những cái đơn hàng nó ngoài ý muốn á. À, chẳng hạn như là mấy năm rồi em mới bị lần thôi đó, nhưng mà rồi các anh không kiểm tra là em sẽ mất nha, em sẽ bị bể rồi em phải hoàn tiền lại cho các anh, thì em bị mất không mà người ta không bồi thường cho em đó. Viên này viên số 27 này, nó dày 2,5 nè, cát của nó là cát 80 nè các anh đó, cát 80 nha các anh nha, cát 80 nè các anh nhìn xem nè, bông hồng nè, bông hồng của nó nè, hai mặt nha, hai mặt. Cốt này là cốt 25 nè các anh nha. Cốt này cốt 25, viên này 750 về nhà nha. Viên này 750 về nhà. Đó, anh nhìn xem ha, đường kính 255 nè. Đường kính 255 nè, dày 2,5 nè. Đó, cát là cát 80 nè. Cốt là cốt 25 nè. Đó, những dòng này ha. Notoriki hay là cái gì đó, Kuri nó tông gì đó. Thì nó có những cái bông hồng như thế này. Đó, các anh nhìn những hàng hiệu á. Thì người ta đóng cái logo là người ta trên đây. Đó. Số 27 nha, 750 về nhà. Rồi tới viên số 28. Viên số 28 này thì là viên số 28 này thì là hiệu của nó là nè, Notoriki nè. Notoriki, nó đây rõ ràng nè. Viên này là viên lớn nha, phá nè. Cát nó là cát 36 nè. Đó, đá phá nha các anh nha. Dày 2,5 nè. Đó. Đường kính là 255 nè. Đó, cốt nó là cốt 19 nè. Viên này 700 nha các anh nha. 700 về đến nhà. Đá thô thì nó rẻ tiền hơn. Nó rẻ hơn 50 ngàn nha các anh nha. Càng mịn thì nó đắt hơn. Như vậy các anh. Rồi, viên số 28 700 ngàn về đến nhà. Rồi viên số 29 nè. Đó. Viên số 29 thì bây giờ nó bước qua cái đường kính khác nha. Cái đường kính là đường kính 300 nha. Đó, đường kính 305 nè. Rồi cái lỗ cốt nó là lỗ cốt là 12 nè, 12.5 nè. Đó, cốt nó là 12.7, 12.6, 12.7 đó các nha. Đó, 12.7 nha. Đó, cốt nó nè. 12.7 nha. Đó, dày 2,5. Những dòng đá mềm như thế này nha. Để cho các anh mài thép gió, thép HSS gì đó. Anh nhìn xem ha, cái độ óng ánh của nó ha, cái độ óng ánh nó rất cao, cái độ kim cương của nó rất là nhiều ha. Dày 2,5 nha, đường kính 305, đường kính 305, cốt của nó là 12.7 nè. Đó, anh nào cần cái viên đá này không, viên đá này em cũng có một viên thôi. Đó, viên này 750 nha các nha, 750 về đến nhà chuyển khoản cho em bao ship. Còn cát của nó, cát này là cát 80 nha các anh nha. Cát này là cát 80 các anh. Em lấy cái viên 80 em so thôi coi. 60, cát nó cát 60 các anh nha. Cát nó cát 60 chứ không phải 80 đâu, cát 60 nha. Em xin lỗi. Đó, cát là cát 60 nha các anh nha. Cát nó cát 60. Dòng đá phá nhưng mà phá mềm các anh nha, phá dịu. Đó, viên này là 7,5 về nhà nha. Anh nào đã dùng rồi thì biết là hàng đá của Nhật như thế nào. Còn các anh chưa bao giờ dùng đá nó thì chưa có, chẳng hạn như là mà các anh mua máy nó đã có sẵn đá ở trong đó rồi thì các anh chia đắt. Chứ thực chất ra thì em ra bãi nó cũng vậy thôi các anh. Người ta cũng bán ký rồi, những dòng đá nước thì nó bán cắt cổ, em dùng cái từ là cắt cổ. Đó, đôi khi bây giờ ở ngoài nó đang còn á. Ở ngoài bãi đang còn á các anh nè, nhưng mà những cái lái đó nó bán giá cao em không thể nào em lấy nổi. Đó, tại vì nó bán cái giá ra là bằng cái giá em đã bán ra rồi. Em bao ship nó còn không, chưa bằng cái giá của nó bán nữa, nên là ở ngoài bãi vẫn còn hai cái vựa nữa các anh.
hai cái vựa cũng còn nữa, nhưng mà không thể nào lấy được các anh ạ. Rồi tới số 30 nha các anh nhé. Em có mặc cả nha, em lấy một tạ mà nó cũng không bớt giá các anh. Đây là những hàng này em phải lấy từng tạ thì nó sâu xuống, để nó giảm sâu xuống là em bán ra bằng cái giá như cái bãi, những cái bãi đó người ta bán thôi. Nhưng mà rồi cũng còn chậm nữa đó các anh. Đường kính cái viên đá này là 305 này các nha, đá đỏ này. Anh nào cần cái viên đá mà viên đá phá mềm nè. Đó các anh nhìn xem ha. 305 nha. 305 đá đỏ nha các anh nha. Những dòng đá này là phá mềm lắm nha các anh nha. Đá dịu tay, em dùng cái từ là phá nhưng mà nó dịu tay nha, chứ không phải là nó mềm mà nó mau hết viên đá đâu các anh nha. Đó, viên đá đỏ, đặc trưng của đá đỏ là như vậy. Đó, phá dịu tay nha các anh nha. Cái đường kính của nó là 305 nha, còn độ dày của nó là 32 nè. Độ dày của nó là 300 là 32 nè. 33, 34. 32 chấm mấy đó các anh ạ. Đường kính này, độ dày của nó là 32 mấy đó các anh. 32 rưỡi á. Đó. Còn hạt cát của nó là hạt cát 60 nha các anh nha. Hạt cát 60. Đó, viên này còn cốt nó là cốt 25 nè các anh nè. Cốt 25 nha các anh nha. Viên này 1 triệu mốt về đến nhà nha. Đó, anh nào mà làm nhiều thì lấy viên này về tha hồ mà mài luôn ha. Là cảm giác là các anh dùng mãi mãi những dòng đá đỏ thì là nó là những dòng đá cứng nha các anh nha. Có nghĩa là cái hợp chất của nó, hợp chất để mà nó chậm mòn cái viên đá đó, để mà nó phá sắc nhưng mà nó chậm mòn. Còn có những loại thì là nó mềm hơn, dùng cho chứ tùy theo cái công việc mà cái đặc thù của công việc của các anh thôi. Mà nếu mà các anh mà dùng nhiều mà chuyên mài hàng thô, chuyên mài dao rửa sẻn thì lấy những dòng đá đỏ nha. Đó, những giờ thô, những loại sắt thô thì lấy những viên đá đỏ. Mà các anh thấy cái công năng của nó. Còn những anh nào mà cao cấp hơn là mài tút những cái sút bắp hay là thứ gì đó thì là nó có những cái viên đá chuyên của nó các anh nha. Đó. Viên đá phải mềm để tút những cái những loại thép mà cứng như vậy nha các anh nha. Rồi tới số 31 nha. Số 30 đã qua rồi nè các anh nè. Đó, anh là đang cần cái viên số 30 này nha. 1 triệu mốt về đến nhà nha. Đường kính là 305 nha. Dày 32. Cốt 25. Đó, còn cát của nó là cát 60. Đó, viên số 30 thông số nó là như vậy. Nó là 1 triệu mốt về đến nhà. Rồi tới viên số 32. Tới viên số 31 nha. Cái viên số 30 em vừa đọc đó. Bây giờ tới viên số 31 nè. Viên số 31. Nói đúng ra thì khi mà đi bãi á, thì em thấy những viên đá đỏ này thì em lấy hết nè. Đó, tất cả những viên đá đỏ, vì đa số các anh thích viên đá đỏ và đá trắng. Đó là hai dòng đá đó. Cái viên này là hiệu của nó là Ghi Đình Gheo nè ha. Ghi Đình Gheo Tô Hồ. Đó, Gia Băng này ha. Kyoto Gia Băng. Đó. Đường kính của viên đá này là nó là 300... 355 nha các anh nha. Đường kính viên đá này là 355, 350. Ồ, cái hãng này nó làm đúng chính xác luôn các anh nha. 350 à. 350, cốt của nó là cốt 24 nè. Cốt nó cốt 24 nè. Cần hạt cát của nó là hạt cát của nó nè. Các anh nhìn xem nè, đó, nhìn đẹp không? Hai mặt nè. Cát nó là cát 80 nè các anh nè ha. Cát nó cát 80. Còn độ dày của nó là 2,5 nè. Đó, cái mã này là mã 31 nè. 1.050.000 nha các anh nha. 1.050.000. Nó to hơn nhưng mà nó mỏng nha các anh nha. Nó nhẹ hơn nhiều nha. Nhẹ hơn cái viên kia. Đó. Nó to hơn 5 nè. Nhưng mà nó mỏng. Cái này 32, còn này có 20,5 à. Đó. Viên này 1.050.000 về nhà nha. Anh lấy viên này không? 355 này, đường kính 355 này. Toho Ghi Đình Gheo nè. Kyoto Gia Băng nha. Đó, những dòng đá nội địa nha, nội địa nhập. Viên số 31 đã qua rồi các anh nha. Rồi bây giờ tới viên số 32. Viên số 32 là cái viên đá mà cái viên đá đường kính của nó là 405 nha các anh nha. 405 nè, 405 nè. Nó cũng mất cái tem mạc rồi, nó mất cái tem mạc, nó không còn tem mạc. Nhưng mà nó để lại những cái bông hồng đây ha các anh nha. Đó, những cái thương hiệu bông hồng đây, hai mặt nó này. Đó, những dòng đá này là những dòng đá mềm nè. Cát của nó là cát 60 nè các anh. Đó,
coi sơ mi của nó nè, đó sơ mi đóng đẹp chưa. Cái đường kính của nó thì là 405, nhưng mà cái cốt này của nó là 125 mất rồi. Cái cốt này là cốt 127 rồi, 26 27 rồi. Đó. Nếu mà đưa thước kẹp vô là 127 đó các anh ạ. Những dòng đá này là những dòng đá đá kỹ thuật nha các nha. Đá kỹ thuật, đá mềm nha. Đá mềm để cho anh làm những cái 127 các anh nha, 126 mấy 127 á. Đó, nó dày 2 phân rưỡi nha các anh. Dày 2 phân rưỡi. Đó, cái viên này nè. Cái viên số số 32 đâu rồi, nó vừa rớt cái mạng nó đâu rồi. Đây. Cái viên số 32 với lại cái viên số 29 là hai viên đó là cùng một hiệu các anh nha. Cùng một loại đá đó, cho các anh nha. Các anh thợ tiện mài kỹ thuật. Cái dòng đá này nó mềm nha. Mềm phá mà phá mềm nha. Phá những dòng thép cứng nha. Số 32 nha các anh nha. 1 triệu mốt về nhà nha. Rồi em bỏ qua nha. Lên tới cái mã 32 rồi. Em còn 3 mã nữa. Em đăng 35 mã thôi. Rồi tới mã 33 nha các anh nha. 33 là một cái miếng nỉ nha. Miếng xốp. Xốp này là made in Taiwan nha. Đó, cả nhìn xem nè. Made in Taiwan nha. Nó giống như là cái xốp miếng xốp của Việt Nam mình thôi. Nhưng mà xốp thì trà bóng sắt hay là lư đồng cái gì đó coi. Cái miếng xốp này nè. Đường kính của nó là 300 nè coi. Đường kính nó 300 nè, nó dày 30. Nó dày 32 nè coi. Đó, xốp này là xốp cứng nè anh nha. Xốp cứng nha. Cái hai cái miếng này. Các anh nhìn xem nè, giá em bán về đến nhà nè, còn cốt nó là cốt 19 nè, 240 nha các anh nha, 240 về đến nhà, 240 về đến nhà nha, mã này là mã 33 nha, mã này là mã 33, em có, mã này là mã 33, 240 về đến nhà, đó. Nó giống như cái miếng bánh đậu phụng vậy các anh nha, cái miếng dầu động phụng mà khi mà người ta nén á, nó cứng như vậy các anh. Đó, cái độ cứng của nó nha. Viên này, cái miếng này nha. Đó, miếng này là 240 về nha. Rồi tới viên mã 34 nè. Mã 34 thì là nó cũng giống như vậy luôn. Đường kính nó giống nhau nè. Còn độ dày của nó cũng vậy nha các anh nha. Nhưng mà nó nhẹ. Nó nhẹ hơn. Đó. Có chỗ thì là nó là 30, chỗ 32 các anh nha. 30 nha. Nhưng mà nó xốp, dạng xốp nhẹ nha. Như cái độ nén của nó nè, cái nhìn xem ha, cái độ nén của nó là cái miếng này là mình dùng tay mình bóp vô nó lún vô được nè, đó là 140 nhá về nhà, này Taiwan nhá, made in Taiwan. Còn cái miếng này thì là nó đã nén cứng rồi, đó nó nén cứng lại rồi, mình bóp vô không được nha, mình bóp vô không được, đó hai miếng này nó không nặng bằng một miếng này, đó cái miếng 34 này nè là 140 về nhà nè. Còn cái miếng 33 này là 240 về nhà nha. Rồi. Em đã qua tới số 34 rồi đó. Và cuối cùng em review lại nha. Em review lại, cái viên đá mài nước nha. Đó, để các anh nào cần nha. Đó, viên này là viên này để cho các anh nào độ chế cái mâm của cái máy giặt á. Cái motor máy giặt á thì ủng hộ em cái viên này nha. Cái viên này á thì là nó là đá mà gọi là đá bột nha, bột đá họ nén thành viên đá công nghiệp đi ha, nó tạo ra những cái tổ ong như thế này để tạo ra cái độ nhám nha, chứ không phải nó không phải là bằng cát nha, nó là bột nén lại đó. Ra nhìn xem nha, đây nè, đó ở bãi này nó như vậy á, nó bóc ra từ một cái viên đá mài nước nào đó mà nó không còn cái mâm của nó nữa thì em kiếm được. Em kiếm cái mâm này nha, mâm nhôm này em bảo đây đó, để gửi tới cho các anh về, các anh có thể rằng là độ chế một cái máy mài nước trong cái motor máy giặt rồi các anh gia cố nó lại ha, đó, để dán nó vô, tại vì cái tua của máy giặt là cái tua cũng ngàn mấy thôi, nó tua chậm đó, để các anh mài nha, các anh dán vô nha. Còn cái viên đá này là viên đá mài thô này nha, nó là thô chứ không phải mịn nha, nó mài thô, nó dao động của nó là khoảng có 120 thôi nha các anh. Đó, từ 80 tới 120 thôi. Đó.
nó dày 2,5 phân nha các anh nha. Viên này về nhà là 800 nha các anh. Đó, cả đế của nó luôn nè. Đó, anh nào đang cần. Còn đường kính của nó là đường kính 255 nha các anh nha. Nè, đó, nó bỏ y luôn cái mâm này. Đó. Em lấy em đã bán 2 viên rồi, còn cái viên này là em lấy em kiếm được sau cùng nè, mà em đăng là lần thứ hai mà chưa có anh nào lấy nè. Đó. Còn cái lỗ cốt đó nè, các anh nhìn xem nè ha. Đó, cái lỗ cốt của nó về các anh dán nó vô rồi siết cái con bù lon nó vô thôi. Nó tới 5,5 phân các anh nha. Đó, 55 ly cơ. Nhìn là không có con tán nào to như vậy đâu. Bỏ nó vô rồi các anh siết lại. Bật máy lên rồi xoay thôi. 800 nha các anh nha, 800 về đến nhà. Chuyển khoản cho em sẽ bao ship. Em sẽ đóng gói, em sẽ kẹp xốp mà gửi tới nhà. Mọi cái hư hại hay là bể gì đó là em chịu trách nhiệm hết. Rồi, một lần nữa Đình Thái xin cảm ơn tất cả mọi người đã coi và luôn ủng hộ em. Em luôn cầu chúc cho các anh, các em được nhiều sức khỏe và đồng hành mua sắm với kênh uy tín của em ha. Có gì phản hồi cho em. Rồi gọi cho em nha, gọi cho em chờ nha. Đó. Rồi các anh cần những cái thứ gì đó mà coi kênh của em, trước khi coi các anh nhớ các anh vô trong cái clip có coi để mà theo dõi, mà mua không được các anh nhớ bấm cái ngón tay cái nè. Đó, theo như cái thuật ngữ của YouTube là như vậy đó, là các anh thích là nó sẽ lưu cho các anh rồi. Lần sau em đăng lên là các anh sẽ có được ngay những cái clip đầu tiên mà khi em vừa mới đăng lên. Có những thứ gì các anh đang cần thì ủng hộ em ha. Các anh cứ bấm vô cái ngón tay cái một cái, kích vô ngón tay cái rồi các anh mở ra các anh xem. Vậy ha, rồi các anh lướt qua. Các anh kéo qua như vậy nè. Đó, kéo qua. Đó, cho nó chạy á, cho nó chạy các anh kéo qua rồi như là tới cái số coi số 1 xong rồi coi số 40 các anh kéo qua thôi. Các anh cần tới đoạn nào thì anh dừng lại chỗ đó. Rồi Đình Thái xin cảm ơn và tất cả mọi người. Đình Thái xin cảm ơn và chào.